khó thật bác ạ. Chim em hay quẹt mỏ rố mình một thứ cái bảo là thuốc này thuốc kia. Mà thuốc mắc quá toàn thì yếu ạ. Uh, mãi dần dần bác ạ. Anh còn cách nhìn chỗ quá không? ấy à, vấn đề về quẹt uh, cầu quẹt mỏ rố mình nhé. Đây không phải là bệnh. Mà nhá. Đây không phải là bệnh mà thế chả của chim mắc trầm trọng yếu. Chứ còn nó phải là bệnh đâu. Bệnh là nó khác. Bệnh ho nè. Lấy mỏ nè. Ái ho nè. Đấy. Hay là nó như thế nào đấy gọi là bệnh chứ còn nó quẹt cầu quẹt mỏ nó đúng mình nó là liên quan tới cơ địa tới cái gọi là cái 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 bộ cốt của nó tức là cách bắt chăm sóc nè cái 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 cám bác dùng nó đạt tay chưa nè chứ chả có bệnh tật gì ở điều trị bệnh cả anh em là nuôi chim là cứ hai lạm dụng về các sản phẩm à, thuốc thang em lại các bác đấy anh em chăm chim có hay lạm dụng thuốc thang quá đấy tại vì sao đây là ở trên đây năm trăm anh em nè bây giờ 537 anh em có ông nào mà dám bảo là tôi biết được tất cả các con chim bệnh gì không đúng không và có ai nói rằng tôi là người hiểu hết con chim nó kêu tiếng gì không? Đúng không? Con chim nó đã đau dụng người đâu. Đúng ạ? Tất cả mọi bệnh tật của con chim đều là sự mô phỏng và chuẩn đoán của loài người. Đúng không? Ai mà chuẩn đoán bằng gì? Qua hình thức cảm nhận, nhìn nhận và suy đoán. Đúng không? Con chim đâu nói được. Nó chỉ kêu thôi. Đúng không? Và thì con người mình à, mình nói với người nhau thì đó là hiểu tiếng mương tiếng người đúng không con chim nó kêu với nhau thì nó hiểu tiếng kêu với nhau đúng không ạ con chim nó đấu với nhau nó ra chẳng đấu thì nó, nó ghét nhau chứ còn mình mình là loài người mình đâu hiểu đó được đúng không mà nó cũng không nói mình là ừ tao bị vậy này tôi bảo bệnh kia và tất cả mà bệnh tật của một loài tim nó là do cái cảm nhận suy đoán và